Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi là hoán đổi. Và trong thử thách ngày hôm nay của chúng tôi đã đặt cho nó một cái tên rất là mỹ miều. Đó là từ ánh mắt đến trái tim. Và luật chơi rất đơn giản như sau. Ở đây chúng tôi có hai điểm. Mẹ chồng hoặc con dâu sẽ đứng, mẹ ở đầu sông, con cuối sông. Nếu người nào mà chịu trách nhiệm chỉ đạo diễn xuất anh ạ, thì là phải đứng im. Chỉ được sử dụng cơ mặt, mắt này, mũi này, tai này, miệng này. Nhưng tuyệt đối không được dùng tay, không nói. Đại ý là không được mở miệng. Chỉ sử dụng toàn bộ cơ mặt của mình để diễn tả. Làm sao để cho đối phương hiểu được là phải đi như thế nào, theo con đường nào. Bởi vì ở đây chúng ta có 6 bước. Nếu như gia đình đi đúng được 2 bước sẽ được 1 ngôi sao. Gia đình sẽ có 3 phút để tìm được đến với nhau. Và sẽ có 30 giây để trao đổi xem là mimic như thế nào, phím ra sao để cho đối phương của mình hiểu được rằng là cái ánh mắt đấy là cái đường đấy, hoặc là cái nhếch mép đấy là cái góc này. Tức là sẽ rất là khó đấy mẹ ạ. Mẹ nhìn thấy đã thấy khó rồi. Con nghĩ là dễ thôi, chứ nếu mà mình hiểu nhau thì mình có bàn luận qua với nhau thì bước vài bước này quá đơn giản. Nhưng mà nhỡ nhỡ trong lúc ý mẹ thấy là con ra hiệu chưa đúng và mẹ cáu lên, xong rồi mẹ nói thì ra. Phạm luật lần 1 nhắc nhở, phạm luật đến lần thứ 2. Trừ sao để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các gia đình. Và trong 5 gia đình của chúng tôi thì có một gia đình duy nhất, đó là gia đình của Văn Anh, Tú Vi và mẹ Kiều Thu. Thì ở đây là mẹ Thu mắt rất yếu đấy. Nên là riêng với gia đình nhà Văn Anh, Tú Vi và mẹ Kiều Thu thì cái khoảng cách giữa hai mẹ con sẽ được rút ngắn lại một chút so với các gia đình khác. Và trên tay của Thanh là có bản đồ. Các gia đình vào đây thì sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để đảm bảo sự công bằng. Thưa quý vị, như đã nói từ trước thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là hoán đổi. Chính vì vậy nên mẹ chồng đã trở thành con dâu và con dâu đã trở thành mẹ chồng. Cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm nay sẽ như thế nào? Xin mời! Dạ, chào mẹ Liên ạ. Mẹ Liên ơi, ngày hôm nay thì con thấy mẹ Liên là có một cái bộ đầm rất là đẹp. Vậy thì mẹ có thể chia sẻ cho mọi người biết là bộ đầm này là ai stylist cho mẹ không ạ? Bộ đầm này của mẹ Liên stylist. À, mẹ Liên tự stylist. Ủa, stylist lên hẳn một bước đến mới, lên mấy chân kính đấy mẹ ạ. Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng và diện mạo mới của mẹ Kim Chi. Chào mẹ Kim Chi ạ. Ngày hôm nay mẹ có một cái quần trắng nhìn rất là sành điệu. Và mẹ cho con hỏi là bộ này là ai stylist cho mẹ vậy ạ? À, đây là con dâu. Con dâu thắm cho mẹ đúng không ạ? Mẹ có thích bộ này không mẹ? Rất là thích. À thế ạ. Chào mẹ ạ. Dạ. Dạ thưa mẹ, là hôm nay tự nhiên nhìn thấy mẹ là trông tươi mới thế nhỉ? Hình như có cái gì đó sai sai. Bộ này ai mua cho mẹ vậy mẹ? Hai mẹ con đi mua với nhau. Hai mẹ con đi mua ạ? Ôi, tình thương mến thương quá. Vâng. Wow. Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ đi khuỳnh khoạc vậy? Tự nhiên mẹ cao hẳn lên. Hôm qua về uống nhầm sữa của cháu nên mẹ cao lên. Nhưng hôm nay con thấy mẹ đi hơi khuỳnh khoạc. À. Tại chưa quen với độ cao đi nó hơi cầm tiếng xíu. Vâng. Thôi mình cứ vẫn phải giữ cái nét duyên dáng như mọi khi mẹ nha. Rồi. Xin mời con dâu của mẹ Thu Ba nào. Con dâu bích hồng. Wow. Ôi Hồng ơi, hôm nay Hồng có cái váy màu hơi bị thời thượng đấy. Khi thấy mẹ hóa thân làm mình á thì xì tin hơn mình nữa. Có cái nơ nhìn mẹ hóa trang trẻ trung này kia á thì mình cũng rất là thích. Mẹ thấy con dâu mẹ có xinh không ạ? Xinh hơn mẹ rồi. Xinh hơn mẹ rồi. Thì nhìn nó thấy thương lắm, tội lắm. Mặt mày nhăn chỗ này nhăn chỗ kia. Và ngay sau đây thì con sẽ xin mời mẹ gặp con dâu của mình. Xin mời con dâu của mẹ Liên ạ. Wow. Đồng bộ ở đây. Khi mà gặp mẹ thì mẹ trở lại hình tượng của mình thì mình thấy cũng rất là bất ngờ và thấy rất là trẻ và rất là xinh đẹp. Khánh Chi ơi, hôm nay Khánh Chi với cả mẹ Liên là mặc đồ đôi. Đồ đôi đấy. Vậy thì tại sao không phải là mẹ mặc màu đen và con dâu mặc màu đỏ mà mọi người lại đổi cho nhau như thế này? Đúng lẽ ra là Khánh Chi sẽ mặc màu đen và mẹ Liên sẽ mặc màu đỏ. Nhưng mẹ Liên thích mặc màu đen
Nhớ mấy tập trước mà Liên chọn cái đầm đen không? Đó. Wow. Rồi. Mời con dâu thể nhận luôn. Này ạ. À. Con dâu ngày hôm nay làm em nín lặng. Công nhận trẻ là bao nhiêu. Mẹ đã nhìn thấy con dâu mẹ chưa? À, rồi ạ. Ôi rồi ạ. Vừa mới lướt qua thôi. À, à. Thế ạ, lướt qua thôi ạ. Vâng, thì bây giờ sẽ xin mẹ được nhìn thẳng mặt con dâu của mẹ. Xin mời con dâu của mẹ. Con dâu Lan Dung, xin mời con dâu Lan Dung nào. Mẹ mình trẻ ra rất là nhiều, mặt không còn nếp nhăn, tóc thì cũng rất là xinh, Hàn Quốc. Mình cũng chỉ ước là thời gian hãy giữ mãi cái tuổi như thế cho mẹ, đừng bắt mẹ mình già đi. Sao mẹ nhìn thấy con giống mẹ thế? Và bây giờ, ngay bây giờ, xin phép mẹ, con xin mời con rể của mẹ bước lên vị trí ạ. Xin mời con rể Văn Anh. Công nhận giống Văn Anh, dạ. Đi rất là hiên ngang ấy nhá. Này, này, này. Đó. Văn Anh đi đá bóng nhiều rồi, thấp đi rất nhiều. Không hiểu là Văn Anh dạo này có chăm tập tạ không mà cảm giác là đô hơn. À, cảm giác Văn Anh rất chăm tập tạ. Mà dạo này ngót lại. Vâng, hai mẹ con chắc chắn là đã nắm rõ luật chơi rồi đúng không ạ? Vâng, bây giờ thì ai sẽ là người điều khiển và ai sẽ là người đi? Mẹ điều khiển. Mẹ điều khiển. Mẹ ạ, mẹ có là người điều khiển ạ. Mẹ Liên sẽ là người chỉ đạo. Mẹ Liên sẽ là đi theo. Mẹ Chi đi theo. À, mẹ Thu sẽ là người điều khiển cho mẹ con. Thu điều khiển đúng không ạ? Và Văn Anh sẽ là người đi theo bản đồ đúng không ạ? Anh là người điều khiển ạ. Xin mời bản đồ dành cho mẹ. Mẹ có thể chọn một. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ mời chị mở đề. Số 4 ạ. Đề số 4. Trời ơi. Đề số mấy thưa mẹ? Cái này là đề số 1. Đề số 2. Trước khi bước vào thử thách lần này thì Thanh sẽ chia sẻ lại là hai mẹ con sẽ chỉ có 30 giây để thỏa thuận ký hiệu của nhau. 30 giây bắt đầu. Số 1 thì con chớp mắt một cái. Rồi. Số 2 chớp mắt hai cái. Lên tí nữa. Số 3 chớp mắt ba cái như y chang vậy. Rồi. Ví dụ đi bên trái con liếc bên trái, đi bên phải con liếc bên phải. Đi trước mặt con nhìn thẳng trước mặt. Cái nào mẹ biết thì mẹ cười. Mẹ cười mà nhìn thẳng con. Cái nào mẹ không hiểu thì mẹ nhìn xuống. Mẹ chề môi nha. Mỗi cử chỉ của con là mẹ sẽ bước sang đứng đối diện cái ô đó, nhưng đừng có bước vào. Chẳng hạn sang này nữa thì mẹ sang này là đẩy sang lên, phải ở đẩy lên là bước kia. Lên con như này mẹ bước lên. Bước lên con làm này à, bước xuống là mẹ bước xuống. Ok, bây giờ con bước qua, mẹ muốn con bước bên nào thì mẹ liếc qua đi, thấy không? Mẹ liếc qua, mẹ liếc à, mẹ mắt mở mắt to, không được đưa mặt đâu. Nhưng đứng này con... sao á, không thấy con mắt, đừng có nhìn xuống nha, mở trọn lên. Tất cả các gia đình khác đều ra ký hiệu, nhưng mà gia đình nhà mình thì mình không ra ký hiệu. Mình cũng không muốn mẹ phải nhớ, bởi vì mình biết rằng là có 5 màu. Nếu như mắt mẹ nhớ mũi một màu, tai một màu thì đến lúc vào đấy mẹ cũng sẽ quên hết, bởi vì tuổi già không thể nhớ được. Thế nên là mình cứ nghĩ là con nhìn vào bên nào thì mẹ đi sang bên đó. Con nhìn số nào thì mẹ bước lên số đấy, nếu mà đúng thì con chớp mắt, nếu mà sai thì mẹ bước lại nhá. Mẹ bước lùi hoặc bước tiến thôi. Xanh thì mẹ chỉ mẹ ấy bằng mũi, đỏ môi, xanh đỏ tím ông trán. Xanh đỏ tím vàng mà mẹ nháy bên mắt nhá. Mẹ nháy như này chỉ con. Hết giờ. Và bây giờ 3 phút của hai mẹ con bắt đầu. Đáng yêu đấy chứ. Không được nói nha mọi người. Không được nói. Không được. Bạn đừng nhìn số, bạn sẽ không tìm thấy gì ở số, phải nhìn vào mẹ. Đó. Cái game này thật sự nó cũng không khó lắm. Vì mình đã ra mắt dấu hiệu với mẹ hết rồi. Nhưng mẹ Liên không có bình tĩnh. Thứ nhất, thứ hai là mẹ Liên mắt yếu, không thể nhìn thấy mình ra dấu. Rất là khó. Bởi vì mắt mình kém á, và phải dùng bằng mắt để mà nói cho nhau hiểu, thì cái đó đối với mình thật là khó. Khi mà chúng ta phải vận dụng tất cả cơ mặt thì sự là nhìn rất là đáng yêu. Ừ.
Không hất ra hất cầm lên nhớ. Mình thấy mày đi xa mình chớp một cái mẹ cũng đi qua tùm lum luôn. Phải đi qua số 2, mình chớp một cái cũng đi qua số 3, đi tùm lum la. Nói chung là mẹ bị bấn loạn lúc đó luôn. Mình cười rồi. Lúc đầu thì trông xinh nhỉ? Bắt đầu cơ mặt cái là nhìn xấu thế. Khi nào mà thật chắc chắn thì mẹ mới được bước đấy nhá. Mẹ ngày hôm nay là được dịp luyện cơ mặt ác liệt luôn. Nó rất là khó, bởi vì đứng rất là xa. Khi mình dùng ánh mắt mình liếc qua trái, liếc qua phải thì cái người đứng bên kia không thấy. Này, mình mà làm là mắt mình rõ phết đấy chứ. À không gật chị nhớ, chỉ được dùng mắt thôi. Đã căng thẳng lắm luôn rồi, chỉ đứng liếc qua liếc lại, không được quay, không được gì hết. Lúc mà Hồng kêu là khi nào có được rồi thì mẹ chua mỏ thêm một cái nữa, thiệt lúc đó là thật sự là tôi quên luôn, tôi không nhớ nữa. Chắc cố gắng hiểu bước ý vào kỹ hả? Rồi Hồng bước vào. Bước giữa chừng như vậy là chẳng được cái gì hết. Không được dùng tay, không được dùng tay. Mẹ nhìn sang một bên, con bước sang một bên đấy. Vấn đề khó nhất khi mà tham gia cái game điều khiển là mình không được cử động. Mặt không được cử động đầu, mình chỉ được cơ mặt trên cơ mặt thôi. Mình muốn nhìn một cái số ở đằng xa hay là muốn nhìn cái số ở đằng gần, nếu mình cúi nhìn xuống như thế này thì mẹ mình không biết mắt mình nhìn đi đâu. Chim hát đấy, xong rồi thi thoảng là chu cái môi rồi lên cũng dễ thương đúng không? Ừ, đúng rồi. Vị trí thứ 3 rồi đó. Nhìn mỏi chưa? Ừ. Không nghiêng nhá, không nghiêng mặt nhá. Cúp tờ giấy vào. Đề nghị gập tờ giấy vào. Một bước cuối cùng là đúng sai là thôi này. Mình gây sức ép. Đúng rồi. Một bước cuối cùng sai là thôi này. Mình hơi lúng túng một chút cho nên là mình quan sát hơi vội. Mình phải nhìn kỹ mẹ mình điều khiển hướng nào rồi mình lên. Và chúng ta bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Bước cái gì chị? Sao mà chị được? Bước cái gì mà cứ nhìn dưới đây, mẹ nó kêu bước từ dưới lên đây rồi. Cái nào đúng là mẹ đã ra dấu rồi. Chứ mẹ đúng, mẹ bậm mẹ mà mẹ không chịu bậm. Trời ơi. Bậm cái gì nhìn đã? Cái mẹ ngoài mà không nhìn chịu bậm. Mẹ là mẹ ra dấu, con đi là đúng là mẹ thấy được rồi. Và cứ thế mẹ theo mà nhìn mẹ là ra dấu đi tiếp thôi. Mẹ bậm lại con mới biết đúng gọi đứng kế bên mà mẹ không chịu bậm. Ủa gì đâu mà đi, tự nhiên vậy không có vô được cái số nào. Đi. Không có số nào hả? Rất nhiều gia đình. Gia đình là đã nói là nhìn mẹ đi rồi bắt đầu mẹ làm sao rồi lúc vô cái đó là đúng rồi. Ở dưới nó dòm nó cứ sàn không có lo nhìn mình. Đợi mẹ bậm mẹ mà mẹ không chịu bậm. Nó không có nhớ bậm mà cái đó nói là cứ làm xong rồi bắt đầu cứ đi tiếp. Thế mẹ ra dấu hiệu cứ đi tiếp thôi. Nhưng mà kết quả không tệ lắm. Kết quả gia đình nhà mình là được đi được một bước. Mình cứ suy nghĩ chờ mẹ mình bậm môi đúng,
mình cứ suy nghĩ trong đầu mình là như vậy, nhưng mà mẹ thì lại suy nghĩ là bước cái nào sai bỏ đi, bước cái khác. Mà mình là cho nên là đâm ra là bị rối, hai mẹ con rối. Con dâu của mẹ ngày hôm nay thì chỉ sử dụng mũi mắt thôi, chứ nếu mà là con sẽ như này này. Được sử dụng mà toàn bộ cơ mặt mà Dũng biết giật cả tai. Nháy một mắt thôi cũng được đúng không? Ừ, đúng rồi. Nháy một mắt rồi. Lè lưỡi các kiểu. Đấy, nó là bên phải. Nếu mà ví dụ mà cái con này, cái con số này nó ở xa mình quá mình... Đấy, rất là dễ. Nhưng mà thôi, không nói nữa. Nói vậy là gia đình ngày hôm nay thì đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình với 1 sao. Xin mời gia đình về vị trí. Lên. 3, 2, 1, hết giờ. Đi mẹ. Tại sao mẹ nhấc như thế mà không đi sao? Đúng rồi, mắt tôi đi lần đầu đúng rồi, đã đến cái số màu này rồi, đã ưng rồi, tìm phải cái màu xanh kia chứ. Trời ơi, đã tới gần đó là mừng rồi. Con nói mẹ chua mỏ, con biết số mấy? Mẹ không chua mỏ, con không biết là số mấy được con đến. Mẹ hát mũi quá, hát mũi là hát mũi. Bây giờ con nói mẹ chim chua mỏ, con nói bảo số 2 thì mẹ chua 2 lần. Cứ chờ số mấy rồi con cứ thấy mẹ hát mũi, con biết mũi. Ý tự quy định cho mẹ rằng mẹ chu mỏ thì màu này, nhưng mà chính bạn lại quên khi đó mẹ chu mỏ là chu mỏ là số mấy chu số một chu một lần, chu hai mỏ là kết quả cuối cùng mình không có màu đỏ. Gia đình nhà mẹ Kim Chi đó chính là con dâu chỉ đi đúng được một bước, như vậy là vẫn chưa đạt được ngôi sao nào cả. Con rất là chính xác, con rất là chính xác theo ý của mẹ. Nhưng mà tại vì mẹ bị loạn màu quá, nhìn tùm lum, tại vì trong đó có 2 cái số trùng nhau nhưng mà lại khác màu. Cho nên khi đi xong tí bị lố mất, thế bây giờ phải re lại một xíu thì mới về đúng cái màu cuối cùng kia. Vâng. Thì do cái mắt mình không đứng ra lúc đứng đâu nhìn thấy đâu. Rồi, mời hai đứa con đứng gần nhau đi ạ. Con giỏi lắm. Xin chúc mừng gia đình mẹ Thu, mình đã đi đúng 4 bước, tức là tương đương với mình đã đạt được 2 ngôi sao rồi đây. Xin chúc mừng gia đình. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Sức khỏe của mình mẹ. Sức khỏe ta chấp bằng một cái, sức khỏe của mình mẹ. Cuối cùng là sao? Cuối cùng là đúng rồi. Đúng rồi, 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 đúng. Sau một phần thi rất là khó khăn, mẹ đã một con dâu. Nó theo sơ đồ. Nhưng mà không sao cả, gia đình mình đã bước được 2 bước. 2 bước. Tức là chúng ta đã ghi được 1 sao. Xin chúc mừng gia đình nhà mẹ Liên. Mày không có nhìn gì hết, con chết một ngái là mày phải liếc như vậy mà mày cứ đi 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 đung tung này. Tức lắm đấy.